Thường người ta đi test là mình không rành. Đúng rồi. Từ từ mới một giọt. Tiếp. Rung dữ hả? Hai giọt. Ba đó nhỉ, không ba cái nữa. Hả? Nhỉ xuống ba giọt rồi đó. Ba giọt rồi hả? Thì chờ. Bao thêm cái này, tắm cái này đi. Rồi. Chứ thường là ta test mình không rành chỗ này không. Rồi, ok. Xuân Dũng xin được kính chào toàn thể quý vị các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân thân mến. Hôm nay là cái ngày thứ ba công trình con công trình làm nhà tình thương cho anh bé hai được sau khi mà khởi công thì cũng làm đến đây rồi quý vị. Cái móng thì cũng đã gần như là đã hoàn thiện về cái móng rồi. Ngày hôm nay thì chắc chắn là cái móng sẽ xong. Sở dĩ có sự chậm trễ tại vì mấy hôm qua là mấy ngày vừa qua là trời rất là mưa, thợ thầy làm phải nghỉ là nửa chừng. Đấy quý vị, phần móng xung quanh thì gần như đã xong rồi, chỉ có cái phần móng ở giữa, mấy cái dằn ở giữa nữa để khi gạch lên đó cả nhà. Dạ, hôm nay Dũng quay lên để cho mọi người được cập nhật, để cho các nhà hảo tâm của mình thường quân được rõ. Thì hiện tại số tiền hỗ trợ đến thầy thì đến bây giờ thì nó cũng chưa được có nhiều. Dạ. Chưa được có nhiều. Thì theo như Dũng biết thì cũng tầm khoảng hơn 60 triệu thôi. Một mạnh thường quân ở Hoa Kỳ đó là chị Mai hỗ trợ 50 triệu đồng cho căn nhà này. Rồi Xuân Dũng 2 triệu. Một mạnh thường quân giấu tên ở Đài Loan 1.660.000. Chị Hoàng Hương ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh 500.000. Anh Chế Vinh ở Tây Ninh 500.000. Chị Kenly hay còn gọi là chị Thanh Vân ở Campuchia 1 triệu. Và một mạnh thường quân giấu tên ở Hoa Kỳ 200 đô la. Vâng, chỉ như đó thì đủ tính qua thì cũng cũng tầm 60 triệu hoặc là hơn một chút xíu. Đây cả nhà. Làm móng miếng sắp thép rồi này. Đấy, nếu như mà nhìn thì mà quý vị sẽ thấy rất là rõ ở đây. Đây là cái hình cái đường đi ra vô dọc đường nè. Ở đây là một cái phòng ngủ nè. Mai mốt thì ở đó là làm cái cửa không đi ra hoặc là cửa không phía bên đây. Đó, phòng ngủ nè. Đây một phòng ngủ nè. Đây là cái phòng khách nè. Và trước là hành lang. Vâng quý vị. Thì mới được có hơn 60 triệu thôi nhưng mà Dũng cũng đã mình dàn làm rồi. Tại vì theo nguyên tắc của Dũng thì có tiền là làm, cứ tầm 50 triệu là làm, có bao nhiêu làm bấy nhiêu. Thì với số tiền như vậy thì mình chỉ mỗi xây gạch lên thôi quý vị, không có tô. Đó. Nó đảm bảo được ba cái cứng, nền cứng, nhà vách cứng, tức là tường cứng và mái cứng là mái tôn. Đó, gạch thì ở đây gia đình cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi quý vị ha. Đá để đổ cột, đổ nền. Ở đây thì cái này là tục lệ hả? Hay là cái thói quen hả? Tục lệ cũng một phần hay là thói quen. Ở gia dạ, ở người miền Tây đây thì thường thường là thợ thầy có ăn được bữa trưa. Bữa lờ đó, gọi là bữa lờ 10 giờ. Dạ, bây giờ thì thường là mì tôm hoặc là bánh canh hoặc là bánh mì hoặc là cháo chiếc gì đó. Đó, quý vị thấy đây là Dũng đến quay muộn quá, thành ra là mấy anh ăn hết trơn rồi nè. Nhìn thấy rất là thơm ngon luôn. Đó, một tô bánh canh hôm nay là nấu, hình như hôm nay là nấu nuôi. Nó có nuôi
Nhưng ở mỗi địa phương thì mỗi khác. Có nơi thì buổi trưa thì buổi buổi tầm lờ lờ thì có người thì cho mời mời thợ thầy ăn buổi giờ này, có người thì chỗ khác này mời ăn lúc tầm 3 giờ chiều. Ở ngoài miền Trung quê Dũng thì cũng lúc dậy lúc thì nấu nấu chè. Tại vì miền Trung mọi người biết trời nắng nóng lắm cho nên đôi khi người ta cũng thích ăn chè buổi 3 giờ á, 3 giờ thì ăn chè đó. Nấu chè đập đá vô ăn nó mát ruột. Dạ vâng thưa cả nhà, hôm nay thì Dũng sẽ mang bồ tét đến để tét cho anh em thợ thầy. Với cái kinh phí thì Dũng không có nhiều. Nếu ai tài trợ thì Dũng nhận nha, còn bây giờ kinh phí có nhiều cho nên là ban đầu Dũng sẽ sử dụng một cái giày để test gộp cho bốn anh em ở đây, thợ thầy ở đây. Tuy nhiên thì cái que để mà test này này, cái que này này, que mà lấy mẫu này nó không có. Thế nên là thôi giờ Dũng lấy đại diện của một người ra thôi. Đại diện của một người, đúng ra thì một cái dung dịch này này và một bộ test này có thể test được 4-5 người. Đó, tôi mình gọi là test mẫu gộp đó. Thì nếu mà trong mẫu gộp mà nếu mà nó ok thì tất cả anh em ở đây ok hết. Thôi thì bây giờ mình lấy đại diện một người trong nhóm anh em làm đây đi. Quý vị ha, đây một người mà nếu như mà ổn thì chứng tỏ là ổn ha. Rồi. Chưa biết luôn hả? Biết người ta đi, người ta test sẵn rồi mà. Thường ta test rồi mà. Test cho mình. Chọc vô đến cái chỗ này nè. Chọc vô sâu sâu á, anh cứ lừa 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 chọc vô, mình từ làm á, từ chọc vô mà đến vô lấy được cái á. Hai lỗ luôn ha. Lấy hai bên đi, lấy cái mà sao mà có chất nhầy trong mũi được càng nhiều càng tốt. Xe xe về ba tua. Xe xe vô, xe xe vô lấy càng nhiều càng tốt. Nó phập vô ổ gà chưa? Được chưa? Rồi. Rồi nè, khoan nè, rồi. Nè. Gà đứng mắt. Không, không, cầm luôn, rồi, ngồi đó luôn đi. Nè, xe vô. Rồi, đúng rồi ha. Xe bỏ vô để xuống dưới rồi xe đi, xe qua nè, đây cả nhà nhé, cái bồ test ở đây rồi. Rồi bây giờ anh đây, em đứng lên, đứng lên đây. Đúng rồi anh, rồi lùi ra chút xíu, lùi xe khoan nào. Để tôi để cái này xuống đó rồi. Lúc này ra đấy đó rồi em, rồi anh rút cái đó ra rồi anh nhỏ cho ba nhỏ, rồi nhỏ nhỏ cho nó ba giọt. Chứ thường ta đi test là mình không gặn. Đúng rồi, từ từ mới một giọt tiếp rung dưới hả, hai giọt ba đó nghĩ mà hả nghĩ xuống ba giọt rồi đó, ba giọt rồi hả, chờ ba thêm cái để tắm cái này đi. Rồi. Rồi, ok. Rồi, bỏ vô. Để chút xíu nha. Hồi hộp dữ ha. Mới đầu tiên kêu đi chọc luôn mũi mình chưa có, mình thấy người ta làm mình giỏi, mình biết rồi, đi làm hai ba lần biết cũng quen luôn rồi. Quý vị đang xem thử cái mẫu test là nó kết quả như thế nào nhé cả nhà. Như Dũng thấy thì hình như là khả năng 100% là âm tính rồi đó. Mới đi thật chặt nhé. Dạ hả? Dạ, thế quý vị thấy Dũng làm như vậy thì cũng đảm bảo thôi. Đó, mình lấy một trong những ông thờ này thì lấy ngẫu nhiên. Thì lần sau thì mình lấy người khác. Đó. Và cứ như vậy cho nó an toàn. Chờ chút xíu. Mà Dũng thấy ở đây nó lên...
một tệt rồi đó, ok rồi đó. Đây này, cả nhà thấy không? Đỡ một gạch đỏ đó hả? Dạ, một gạch đỏ nè. Đấy. Đây nè. Đó. Thấy rồi, mình giờ thấy. Giờ lên hai, lên hai vệt là mệt à? Hai vệt là bị dướng nha. Dạ, hai vệt là mệt đó. Đó, một vệt thì... ok, có. Tạm thời là ok, nhưng mà chờ chút xíu nữa. Dạ. Chờ cái thời gian. Dạ. Làm nhà tình thương mà kinh phí không nhiều cho nên là cái này Dũng hỗ trợ luôn. Dạ, cái mẫu này để em hỗ trợ. Dạ. Hiện tại bây giờ em hỗ trợ 5 bộ test. Này mắc không ta? Hả? Cái bộ này mắc không ta? Nếu như nguyên bộ này nó mắc tiền không ta? Mắc chứ. Đi test ngoài là 238.000 á. Rồi nó 700 mấy là nó giống vậy không mà khác. Cũng vậy à. Mà ừ. Thấy hay người ta nói test BCR. BCR thì mắc hơn. Ừ. Không, ý nói là cũng là những gì mà có chỗ là người ta lấy ra đến 700.000. Mà nó cũng bộ giống như trang gì ta. Ừ. Chắc 12 không còn rồi. Không có. Giờ còn trong kia chắc cũng sắp 6 hay gì. Rồi ok đó, cầm cái mẫu lên, cầm cái mẫu lên đi. Không, rồi, cầm cái... ngang lên, cầm ngang lên, ngang lên. Rồi, ok. Chúc phát. Rồi. Đây cả nhà nha. Rồi, hoàn toàn là ok rồi, đảm bảo nha cả nhà. Đó, âm tính. Vậy là thời gian tới đây mà nó đây, không đây. Có nữa là ngon lành rồi. Ê, sao mà quay mà cái đoạn này nó bị mờ mờ. Rồi. Mọi người thấy rõ đó, ha. Rồi âm tính nha cả nhà đó. Một dịch rồi, chúc mừng anh em thưa thầy. Giờ là yên tâm mà làm thôi đấy. Thưa cả nhà, thưa quý vị và các bạn, các nhà hảo tâm thân mến, vậy thì hôm nay Dũng cũng test cho anh em thưa thầy cho chắc cú. Tuy rằng thì những cái yêu cầu này thì cũng không phải là bắt buộc, tuy nhiên thì mình cũng làm như vậy để chứng minh rằng là những cái mà những cái anh em thợ thầy mà đến đây hỗ trợ làm nhà cho bác Dứa thì hoàn toàn là nói chung là hoàn toàn là yên tâm, vì anh em là không có bị gì hết ha. Để cho mình an tâm hơn trong cái quá trình mình đến tiếp xúc làm nhà với gia đình. Rồi một lần nữa xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân rất là nhiều. Dũng sẽ cập nhật cái tình hình làm nhà, tiến độ làm nhà của cho cái nhà tình thương của anh bé hai lên cho mọi người sau nhé. Cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.